Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm đi cung PlayStation, đi cung kẻ săn mồi này với một nhân vật sử dụng cung khác. Mình nghĩ một con thích hợp sẽ là con Yomiya nha. Ok, là cái lối xài của game Yomiya này nó hợp với đi cung. Trong video này thì mình sẽ so sánh với một cây 4 sao đi cung. Mình sẽ xét dùng một cây 4 sao kẻ săn mồi đi. Cây này cũng là hợp với cái kiểu chơi của Yomiya luôn. Mình sẽ so sánh 4 sao với nhau thôi ha. Rồi, hai cây này rất là dễ luôn, tại hai cây này không có tỷ lệ trên dòng mà ở trên dòng chính, ha, mình chỉ sàng qua cái là xong, không có bị rối loạn là phần mà tỷ lệ lỗ hay lời. Nhiều người hay là kêu mình cân chỉ số nhưng mình cân thấy nó không có công bằng trong một số tình huống. Rồi, đầu tiên giới thiệu sơ về con Yomiya này. Đây, con Yomiya này thuộc tính 66174, sử dụng cung kẻ săn mồi, thánh di vật là bận muôn nguyên bộ dòng hồi ức, cung mệnh không và thiên phú là 99 ha. Nội dung của cái video này là mình sẽ test ở hai tình huống. Thứ nhất là bắn solo, coi đâm không nó, và tình huống thứ hai là có búp đầy đủ để coi nó ngon như thế nào ha. Khi mở trạng thái full búp, rồi vô chiến thôi. Quên, cái team mình sẽ dùng team con này mình sẽ thay bằng cái con Yunjin một chút. Bắn full team Yunjin mới đúng bài. Nếu mà con Yunjin mà lên được C6 thì rất là ngon, rất là hợp với Yomiya luôn ha. Mà C2 là cũng là cái mốc chơi được rồi. Đó là dành cho bạn nào hỏi là Yunjin cung mình mấy chơi được. Bây giờ chiến thôi. Đầu tiên là cung kẻ săn mồi. Sau đó mình đã bắn, sau đó mình quay chậm rồi lại cái kiểu nó cho nó dễ nhìn. Ok, kiếm mối của mình, cái thằng cung nó hay đỡ lắm, tết thằng này bực mình lắm, nó lấy kiếm nó đỡ hoài. Kệ, đầu tiên là coi đâm ro đâm không nhá, ro đam không có full búp, không có tim gì cả. Rồi sút luôn, rồi bật lên sấy luôn. Nhiêu cao nhất là 17.000. Đó, cái cuối là 17.000 nha. Hết rồi, đi. Rồi, bây giờ thì chuyển qua cái cung reset. Hai cung này nó cùng chỉ số thôi, nên là mình chuyển thì chỉ số không hề thay đổi nha, cũng y chang. Chiến. Xuống đây lụm liền. Cái con này mình test rất là thích luôn. Thích thêm con rồng đất, rồng đất nó quýnh mình dữ quá. Con này nó đứng im chân quýnh, nhưng mà đôi khi nó đỡ là mình khó chịu thôi. $23,000. Cùng reset làm to hơn, mạnh hơn. Chỉ tại luyện cao quá. Rồi, bây giờ mà có búp vô thì sao? Mình quên coi cái tấn công coi. Tấn công 2003, cung reset, cung kẻ săn mồi lặng nhau. Tương tự thôi, tấn công tương tự. Cái cung reset nó ăn với tình luyện cao, nó có cộng cái sát thương tấn công thường tới 80%. Dạ, giờ bên đi đánh full búp coi. Chủ yếu là coi sát thương của cái cung kẻ săn mồi. Cái cung reset mình chỉ để đối chiếu, so sánh cho thời chơi lên. Cái dở của cây này là hiện giờ không có tinh luyện lên cao được, và cái hiệu quả của dòng tinh luyện vẫn còn một dấu chấm hỏi. Vì sao? Nó ghi nè, ghi cây cung này mình xài được, nhưng mà cái dòng tinh luyện nó chỉ ghi là chỉ có hiệu lực trong PlayStation Network, là chẳng là phải lẽ mình phải lock bằng PlayStation cái dòng tinh luyện nó mới hoạt động hả? Kỳ vậy. Vậy thôi, nó đừng cho mình xài cái PC, mình đang dùng PC mà.
Rồi đây sẽ lẻ thêm luôn. Cái thương Tây Phong này ghê đi. Mấy cái đồ Tây Phong cũng đã. Này cắn phút lên đi. Cắn thì phút vô quýnh cho nó phê pha. Hồi phút thôi. Đi cái tường này. Mục đích mình cắn để mình coi cái này. Để tỷ lệ cao cao một chút. Nó dễ ra. Tại vì cuối cùng cái game này mình chơi mình vẫn nhìn cái sát thương bạo kích. Nếu đánh không có sát thương bạo kích thì mình không có nhìn, không có tính. Mình phải đánh lại. Bởi vì hai cái cây này nó đụng cộng đồng cùng chỉ số cho nên mình cắn nó không có ảnh hưởng. Ôi to thế. 59.000. Không, 4.000. Ôi ghê đấy. Rồi sẵn tranh thủ mình làm cái cung reset. Mình so được nhiêu. Chơi này chút mình chuyển qua chi. Ok. Hôm nay chơi nhiều game quá. Chốn hết cả ngày. Còn cái Zenlet Zero nãy mới đăng video thấy đã không? Trời. Sao mà game càng ngày càng hay vậy? Genshin Impact của mình sẽ về đâu? Genshin Impact của mình phải nỗ lực thiệt nhiều đó nha. Sao game mới ra dữ dữ không? Ở cái thằng Tower Fantasy nó có chế độ BB nó cũng rất là hào hứng luôn á. Còn đối thủ nặng ký đó. Ây da, thất hình đại tội kiểu nữa. Nó cứ Genshin nó cứ về hoài là toan đó. Ok. Qua đây. Để cùng reset nha. Cùng reset đâu, Yomiya. Thấy chưa, đổi đàng hoàng. Đó, cùng reset. Thuộc tính thì cũng vậy thôi. 78 174. Tấn công hàng 3. Bắn cái này mình không có bốc hơi nha. Chứ có bốc hơi vô còn căng nữa đó. Không mà chắc không cần bốc hơi. Tại do Bia ICD nó cũng lâu quá. Có bốc hơi thì thêm chút sát thương bổ sung thôi. Nó cầm con Yunjin bắn thích hơn. Nếu ai lên Yunjin của mình sao, nó còn đã nữa. Gì vậy? Bắn 30k. Ôi cùng reset bắn cả. Ôi 71k, 77k. Trời ơi cùng reset bắn. Không còn mùa xuân luôn. Cùng reset vẫn là thế lực ghê gớm nha. Không cần đồ năm sao luôn. Chơi cùng reset là đủ rồi. Rồi thế cùng reset là chắc chắn nó ăn cái cung của mình rồi. Nhưng mà cái cung này ở mức độ nào đó vẫn là đồ xài được chứ không có phế nha. Thật ra mình làm video này để coi cây mình có bị phế không. Tại có nhiều lời đồn là cái cung nó chỉ xài được, nó không xài được trên PC. Thì giờ mình dùng PC mình xài đó. Thì nó, mình nghĩ với cái sát thương này là đủ để xài chơi được đó. Không có nói là vô dụng dục bỏ đâu. Vẫn là ok. Nếu ai kẹt quá không có thì vẫn có thể xài. Còn như mình có cung đi xét các kiểu thì cứ xài cung xét các kiểu đi. Không nhất thiết phải cầm cái đèn chi ha. Cây này may ra mốt tinh luyện cao. Rồi nó phải có cái giò hiệu lực nữa thì mới có cửa ha. À cái cung này, cái cung này nó chỉ là khoan đọc kỹ nè. Khi gây sát thương nguyên tố băng lên cái đỉnh nữa, tức là phải băng nữa. Tính ra là cái dòng tinh luyện không có giá trị đối với những con cung khác, như là những cái con cung khác không phải hay băng ha. Coi như là chơi là không có tinh luyện đó, chơi vậy thôi. Tức là cái dòng này nó vẫn hoạt động trên PC nha, vẫn ở mức độ nào đó là dùng được, nhưng mà không ngon đấy, không bằng mấy cây đỉnh đó này, hoặc là cái trắng của Yomiya. Nhưng mà có trắng rồi thì mình đấu lăng tăng, mình không có nói tới gì trắng.